Cả nhà ơi, hương vị quê shop tiếp tục lên những cái loại nước uống đặc sản từ các cái vùng miền. Thì hôm nay trong video này, hương vị quê shop xin giới thiệu một cái loại bủ trôm. Thì đây là cái loại đặc sản rất là nổi tiếng của Phan Rang luôn cả nhà. Thì hiện giờ shop có một cái loại là bủ trôm hạt chia đường phèng. Thì cả nhà mình thấy đây là một cái hũ 200g nè cả nhà. Thì trong một cái hũ 200g như vậy thì cái bủ trôm nó đã được xay nhuyễn ra, sau đó nó sẽ trộn với hạt chia, và trong cái một cái hũ như vậy là có đường phèng nữa. Do đó khi mình sử dụng thì rất là thuận tiện luôn. Mình chỉ cần lấy 1 đến 2 cái muỗng cà phê, mình ngâm với cái mình ngâm vào trong cái nước lạnh bình thường thôi. Thì sau đó là mình có thể khoảng 5 tới 15 phút là mình có thể đập nước đá và mình sử dụng liền được luôn cả nhà. Thì đối với cái loại mũ trôm hạt chia đường phèng của Hương Quỵ Sơ Quê Shop thì rất là thích hợp bảo quản và vận chuyển và sử dụng luôn. Shop rất là mong nhận được đơn hàng của cái nhà mình.